mời các bạn theo dõi diễn biến tiếp theo của tập 41 bộ phim Bão Ngầm. Tại phòng làm việc của đại tá Hà, mọi người đang bàn bạc về việc bắt đám sát thủ. Giám đốc hoạch muốn nghe ý kiến của Thắng và Triều. Thắng cho rằng nên tung quân bắt ngay bọn chúng, chứ để động bọn nó cao chạy xa bay. Triều thì nghĩ khác, anh nói tiếp tục dùng kế sách Ennico, vì bọn Tùng Ngựa hứa trả thêm cho quản giáo nhất một khoản sau khi xong việc, và chắc chắn bọn chúng đang quan sát tình hình xung quanh trại giam. Giám đốc hoạch gọi ngay cho đại tá Khâm, lệnh cho ông giữ bí mật tất cả các thông tin về vụ liên quan đến quản giáo nhất dùng xe đặc trùng đưa bốn phạm nhân là thịnh hiệp dũng đại ra phòng ma túy ngay lập tức việc này phải làm thật kín đáo và không được cho ai trong ban chuyên án biết rồi cử người ra cổng chạy ra mua quan tài ghi sớ tên toàn chiều đi đến phòng đang lập biên bản ông nhất lấy điện thoại của ông nhắn tin cho tùng ngựa xong việc rồi mai nhận hàng chiều tiếp tục đi đến phòng hỏi cung tên hiệp vừa bước vào phòng anh vỗ vai hắn gần giọng nói mấy hôm nay mày khai lan man làm mất rất nhiều thời gian của các thầy nhưng bây giờ có camera ghi lại rồi có đầy đủ lời khai rồi cho nên mày có hai sự lựa chọn một là thành khẩn khai báo toàn bộ sự việc để được hưởng khoan hồng hai là để các thầy đưa mày đi mà đi rất kỹ tao không bắt mày phải khai là có bỏ thuốc độc vào cơm hay không tao chỉ cần mày trả lời là số thuốc còn lại đang ở đâu thật ra ban nhất của chúng mày cũng đang ở đây và bọn tao đã xem rất kỹ camera ghi lại được lúc ban nhất đưa thuốc cho thằng thịnh vụ giết thằng văn từ lúc chúng mày lên kế hoạch đến lúc giết người xóa dấu vết bây giờ kể lại toàn bộ sự việc cho tao đắn đo suy nghĩ một hồi thấy không thể giấu được nữa tên hiệp sinh cốc nước rồi khai với triều tất cả những việc này là do anh Thịnh xui cháu làm, chứ cháu cũng chẳng thù hằn gì với bọn nó. Cách đây mấy hôm, anh Thịnh đưa cho cháu ba viên con nhộng, nói là thả vào cơm canh của một người tên Toàn ở phòng 1A khu kỷ luật. Cháu cũng chẳng biết đấy là thứ gì nên là làm theo yêu cầu của anh Thịnh. Đến hôm anh Văn ăn cơm bị chết, cháu mới biết đấy là thuốc độc. Sau khi đi phát cơm về, cháu đưa lại hai viên con nhộng chưa dùng cho anh Thịnh. Anh Thịnh bảo đốt hết đi xóa dấu vết, cháu chưa biết anh ấy đã đốt hay chưa. Chiều hỏi Hiệp là bên ngoài liên lạc vào trong bằng cách gì. Hiệp nói, việc này, anh tùng ngựa là anh trai của anh thịnh liên hệ với chúng cháu bằng điện thoại bảo là có tiền người ta thuê hạ thủ thằng toàn bình thường cái điện thoại vẫn giấu ở dưới bồn rửa nhà vệ sinh sau khu bếp đến hôm bỏ thuốc vào cơm trong khu kỷ luật anh thịnh xui hủy cái điện thoại nhưng cháu tiếc nên đã trôn nó xuống đất ở gần khu chuồng lợn chứ chưa mất đi phía bên này đồng chí thắng đang xét hỏi tên thịnh tổ trưởng tổ bếp tên này cũng thuộc dạng cứng đầu nói nhẹ không nghe thắng túm cổ áo hắn định giã cho một trận thì chiều đi vào báo cho thịnh biết là tên hiệp đã khai hết rồi tệ nhất là việc hiệp tiết cái điện thoại không mang đi tiêu hủy theo lệnh của thịnh trong đó có rất nhiều tin nhắn giao việc của tùng ngựa cho thịnh quản giáo nhất thì khai vanh vách rồi trích xuất camera thì có sẵn rồi ở dưới bếp cả chục cái camera nhiều khi tụi mày đếch biết bọn tao để chỗ nào nghe triều nói tên thịnh vẫn tỏ thái độ ngông nghênh nhìn anh với ánh mắt đầy thách thức triều cũng trợn mắt mà nhìn thẳng lại vào hắn cầm cốc nước trên bàn triều bóp nhẹ vào yết hầu của tên thịnh rồi nói cục này của mày đẹp nhở cứng đấy nhưng không cứng bằng cái ly này đâu nhở vừa dứt lời triều dùng tay không bóp nát chiếc cốc mà không hề hấn gì để anh nói cho mày nghe nhé các anh đây ra đường nhạc nào cũng nhảy dăm ba cái loại răng hồ cỏ như mày anh không thèm chấp cục cái pha súng trả lời ngay hộp thuốc đâu thấy tên thịnh vẫn cứng đầu không hé răng nửa lời triều gọi cho cấp dưới đưa quản giáo nhất vào ông nhất trả lời những câu hỏi của triều nói là tuần trước có đưa cho thịnh lọ thuốc độc ở khu bếp do tùng ngựa là anh trai của thịnh nhờ mang vào để chữa bệnh gan triều bảo cấp dưới đưa ông nhất đi rồi nhờ thắng và một đồng chí nữa đưa tên thịnh vào sau tủ đồng chí trình dẫn tên hiệp vào hiệp khai lại những gì đã nói trước đó với triều tên thịnh đứng đằng sau nghe thấy hết nội dung cuộc trò chuyện hiệp đã nói những gì cần nói thịnh cũng nghe những gì cần nên nghe lúc này thấy không thể giấu được nữa thịnh ngoan ngoãn khai là đã đốt lọ thuốc độc rồi triều yêu cầu tên thịnh khai báo toàn bộ sự việc từ lúc anh trai tùng ngựa đưa thuốc vào như thế nào bàn bạc với tên hiệp ra sao tiêu hủy tăng vật như thế nào khai rõ một lần đúng lúc điện thoại của ông nhất mà triều giữ trước đó nhận được tin nhắn của tùng ngựa đưa máy cho thắng đọc rồi hai người nhìn nhau mỉm cười có lẽ cá đã cắn câu Triều và Thắng lập tức báo cho giám đốc Hoạch và đại tá Hà, đề xuất sẽ đưa quản giáo nhất đi gặp Tùng Ngựa để bắt chọn ổ tang chứng vật chứng. Giám đốc Hoạch đồng ý với phương án của Triều và lệnh về chuẩn bị ngay. Trên đường về Hà Nội, Dũng O nhận được điện thoại của tên đại ca Hoàng nói là toàn khỉ đốm đã chết. Hắn cười khoái chí rồi nói sẽ chuyển đủ tiền sau khi xác nhận chính xác là đúng người. Phía bên này, ông nhất đến điểm hẹn thì chỉ gặp hai tên đàn em của Tùng Ngựa một tên đưa phong bì tiền cho ông nhất ông nhất cầm lấy nói xong việc rồi rời đi luôn chiều cải trang ngồi bàn bên cạnh từ tốn bước đến chỗ hai tên kia cùng thắng và hai đồng chí nữa khống chế bọn chúng hỏi đại ca của chúng ở đâu thì được biết tùng ngựa cùng đám đàn em đang ăn chơi trên nhà bè hồ ruby có khoảng 10 người và trang bị súng đầy đủ lập tức sau đó các đội công an cảnh sát cơ động triển khai để bắt bọn tội phạm tùng ngựa cùng đàn em đang phê pha thì nghe loa báo công an vây bắt hoảng loạn bọn chúng cầm súng chống trả hai bên đấu súng ác liệt thấy tên tùng cùng đàn em lên cano bỏ trốn chiều xin lệnh được phép truy bắt tập này đến đây là hết rồi mọi người nhớ đón xem diễn biến hấp dẫn ở tập sau nhé xin chào và hẹn gặp lại